Hello, xin tất cả các bạn. Chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Fan Blog. Ngày hôm nay mình sẽ review một món trò chơi cực kỳ đặc biệt. Đó chính là món đồ chơi bóng bảo tàng trọng lượng. Cái này thì mình không biết ở tiếng Anh là gì nữa. Các bạn nhìn bên cạnh, có thể thấy là mờ bên trong rồi đúng không? Đây. Không có tiếng gì mấy. Bây giờ mình sẽ mở ra nhá. Cái túi bóp này là mình rất là thích bóp nên là mình sẽ giữ lại, cố gắng giữ lại nó. Oh wow. Đây các bạn. Ôi. Để mình cắt nó hai bên đã. Thì các bạn có thể nhìn rõ hơn. Đây. Đó. Xinh quá này. Để cố gắng lấy ra. Được rồi, thoát được, thoát được rồi. Đây. Đó. Đây. Đó. Rồi. Mình nhìn được gì đó. Ok, bây giờ mình sẽ cắt ra nha. Bây giờ thôi. Thật là cẩn thận. Được. Mình xem mình có làm gì được không. Thôi kéo cắt đi. Dán chắc quá các bạn ạ. Rồi, ok ok. Đây. Thêm một cái túi nữa các bạn. Vâng. Rất tuyệt vời. Hết rồi nha các bạn. Đây. Rồi. Đây thì mình sẽ có một cái đế này. Đúng rồi, cái đế này này các bạn. Ở đây có mấy cái giải này. Dễ thương quá. Mình làm cứ mà cứ sợ nó rơi. Bỏ cái này ra. Xong rồi, hai cái này gắn ở đây. Đúng rồi các bạn. Rồi. Wow. Bao giờ nó dừng lại nhỉ? Hai cục của nó vẫn sẽ lắp hai cục các bạn ạ. Bây giờ thì một lắp ba cục của bên xong một cái còn lại hai cục xem nào. Để mình thử nhá. Nó cũng khá là buồn cười. Mình thấy mấy phút nó không dừng lại các bạn ạ. Bao giờ nó dừng lại nhỉ? Cái này thì mà làm cái món trưng bày cực kỳ đẹp luôn. Mọi người có biết đây là phát minh của ai không? Mọi người đây phát minh của ai vậy? Wow. Nếu mình bỏ một cái ra khỏi danh sách thì sao? Nếu bây giờ mình bỏ một cái ra khỏi cái danh sách này thì sẽ chuyện gì xảy ra? Nó vẫn chạy bình thường. Nếu bây giờ mình bỏ cái ngoài này ra. Xong rồi. Nó vẫn chạy bình thường này các bạn. Đấy, bỏ một cái là nó rối loạn. Hả? Nhưng thêm này vào. Làm một cái ra. Rồi. Nếu bây giờ mình bỏ hai cái đầu ra. Sai mất rồi. Vẫn đẹp các bạn. Cái này là bóng nha. Mình sẽ thử làm này. Ôi. Cũng xinh ấy. Thôi, mình sẽ để đây nhá. Video của mình đến đây là kết thúc rồi. Nếu bạn nào thích thì hãy like, share và hãy đăng ký kênh của mình nhé. Bye bye các bạn. Bye bye.